vì sao mà con lại học không tập trung và học mà hay lơ đễnh? Và cái cốm bổ não Eicarota Platinum thì có cái lợi ích gì đối với những cái bạn nhỏ như vậy ạ? Trẻ bị thiếu tập trung hay lơ đễnh ở trên lớp, có thể một cái yếu tố rất quan trọng ở đấy đó là trẻ không huy động được vốn kiến thức để tham gia vào cái nhịp học ở trên lớp với các bạn, dẫn đến là trẻ sẽ không chú ý vào bài giảng của cô, nhìn ra bên ngoài. Vậy nó có thể có thêm một cái yếu tố số 2, đó là có một số trẻ lại khá thông minh và có khi cái bài học mà cô giáo đang dạy ở trên lớp con đã được học từ trước rồi, và dẫn đến ở trên lớp là con cho rằng con biết rồi và con không tập trung vào cái bài giảng của cô nữa. Thì điều đấy cũng là những cái yếu tố mà khiến cho cô giáo cũng cảm thấy như con là một đứa trẻ bất thường. Tuy nhiên thì cái việc mà trẻ không hoàn toàn chú tâm vào bài giảng thì có thể một lúc nào đó trẻ sẽ có những cái hành vi bất thường và có thể trêu bạn bên cạnh, có thể nghịch vở, nghịch sách, nghịch bút, rồi có thể là có những cái hành vi khác nữa, dẫn đến là cô giáo hoặc các bạn ở trên lớp có thể có những kêu ca phàn nàn và dẫn đến là phụ huynh cũng sẽ bị lo lắng. Thế thì cái sản phẩm cốm Platinum này nó sẽ giúp cho các con ngồi ở trên lớp có thể tập trung tốt hơn và lắng nghe cũng như ghi nhớ, xử lý thông tin tốt hơn, giúp cho các con có thể là học tập được như các bạn và hòa đồng cùng với các bạn trong cái môi trường học tập của mình. Đúng rồi các anh chị ạ, tại vì trong cái thành phần của cốm Eicarota Platinum ấy thì sẽ bổ sung thêm thành phần phosphatidylserine, đó là một cái thành phần không thể thiếu trong cái cấu trúc màng tế bào thần kinh. Và theo nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ thì cái thành phần phosphatidylserine đấy sẽ kích hoạt các protein liên kết tín hiệu thần kinh và thúc đẩy hoạt động của cái não bộ, từ đó mà sẽ cải thiện cái khả năng tập trung, cải thiện khả năng ghi nhớ và phát triển về cái tư duy nhận thức. Bên cạnh đó thì cái thành phần DHA trong cái cốm Eicarota Platinum thuộc một cái nhóm mà axit béo omega 3 sẽ chiếm cái tỷ lệ cao trong cái chất xám não bộ, giúp phát triển về cái trí thông minh, tăng phản xạ của các cái neuron thần kinh và thúc đẩy truyền thông tin một cách nhanh và có hiệu quả hơn. Đây là bố mẹ mà đang có con trong cái độ tuổi từ 2 đến 15 tuổi, nếu mà con có những cái dấu hiệu như con học tập trung lại kém thì các phụ huynh đừng bỏ qua cái sản phẩm cốm Eicarota Platinum này nhé. Nếu cần được tư vấn thêm về giải pháp giúp con tập trung, hết lơ đễnh để học tập tiến bộ, cha mẹ vui lòng liên hệ qua điện thoại hoặc Zalo số 0963 048 266 để được chuyên gia hỗ trợ nhanh nhất.